cái gì đi. Cô chú ơi, bây giờ Jay đã về tới nhà Michigan rồi cô chú ơi. Về tới nơi là phải bớt cái đầu tóc lên rồi đó. Dạ, hát theo. 1, 2, 3 with. Yay, giỏi quá. Trời ơi. Bây giờ là gọi con iPad là đi tự đi kéo cái ghế đi ngồi con iPad. Giờ nó là thánh iPad, có không ai ngoài nó. Ủa bà cô nãy bà cô nó cho nó ăn gì bà cô? Cơm với trứng. Ngon không con? Lâu quá không được ăn cơm với trứng ngon không? Hả? Mẹ dốt cho ăn toàn cái gì đâu không à hả? Mẹ dốt là cho ăn cháo nè. Rồi nói chung là ăn đủ thứ trên đời này hết á. Chay sướng lắm á cô chủ ơi, chay đi chiến đi chơi Cali, chay rất là sung sướng luôn. Chay được yêu thương nè, chay được gặp ông bà cô chú, chay được gặp Úc, chay được gặp Uncle John. À, chay được trời đất ơi cưng quá trời cưng luôn. Ngủ là toàn nằm trên người Úc ngủ không à. Tối nào Úc cũng nói đi đây Úc ru ngủ. Rồi Úc tắm rửa rồi tới đấy. Thay tả. Uncle John cũng tắm rửa thay tả mà mẹ với Úc đút không chịu ăn là bắt đầu Uncle John nhào vô đút. Rồi bắt đầu ăn, coi được không? Chùi mũi coi. Chùi mũi đi. Nhô có nhô gì không nhô? Nó chay trở lại với căn nhà nho nhỏ rồi đó cô chú. Căn nhà nho nhỏ không có giống như căn nhà bữa vậy mà nó về nhà nó nhớ nha. Nó về là nó nhớ đó. Xe chạy xuống cái là nó về nó nhớ nhà nó đó. Giờ tự nhiên cái nhìn ra cái bờ hồ cũng thấy lạ lạ đấy chứ bây. À, giờ về nhà chơi đồ chơi đó. Giữ mấy cái con kia nha, con kia đâu rồi, mấy con nhỏ nhỏ đâu rồi, đừng làm mất nha, mấy con nhỏ nhỏ nó dễ mất lắm à. Á trời. Vì Michigan sướng hay chưa, mặc toàn đồ dài không. Lạnh á, bây giờ hiện tại ở ngoài trời cũng rất là lạnh, không phải là lạnh, rất là lạnh mà là ui. Chứ còn mà bây giờ mà ở Cali là tao nói thế, đi ra ngoài là mặc áo thun ba lỗ. Khỏe, bởi vậy cuộc sống Cali khỏe dễ sợ. Đó, đồ chơi đó, đem ra con, đem ra chơi đi con. Khám bác sĩ sao ta? Cái cây này còn rồi, còn cái ống khám bác sĩ đâu, để khám cho bà cố kìa. Đó, bác sĩ đi khám đó. Khoái khám bác sĩ lắm nha bà hai. Nó thấy cái đồ ống bác sĩ là nó biết bỏ vô nó khám nè bà hai. Ờ. Lát khám cho cố nha, đâu có bị gì. Nè, khám bác sĩ vô đi. Khám y như Út vậy đó, Út khám làm sao? Đó, thấy chưa? Đó, khám tim đó, đang khám tim. Đó, coi kìa, đó, bác sĩ khám vậy đó. Nó biết cái cây đó, nó tự động đó, khi mà mua về nó tự động lấy cái cây đó đeo vô là nó biết bác sĩ khám đeo vậy đó. Có cái miệng nè, miệng sao xạo nè. Mắt nè. Số mũi lâu ghê, sâu hết ghê luôn mũi. Cái bữa giờ cả từng lễ rồi chứ. Ngủ cho ngủ đó. Ngủ đó. Trời ơi, con ngủ đó. Ngủ sao con? Ngủ vậy hả? Cái gì vậy? Ủa ngủ hả? Trời. Coi nó cinema dễ sợ chưa? Coi trên đời này có ai cinema bằng con này không? Tự nhiên á đang ngồi với cái thấy người ta ngủ cái là diễn liền. Không ai mà diễn bằng y như nó. Ngủ vậy đó hả? Phải diễn y chang chang nghe thôi. Trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường. Wow, khám cho cố coi. Nè, khám cho cố coi. Khám cho cố đi. Cố ho kìa. Có sao ghê đâu rồi? Thời sợi dây chắc nằm ở trong một trong hai cái vali làm sao đúng không? Đó, bây giờ nó khám cho bà cố nè. Đó, nó khám cho bà cố nè. Cho bà... Khám đi. Con khám đi. Sợi dây nó mất tiêu rồi. Cái sợi dây đâu, đi kiếm sợi dây cho nó biết đường nó khám coi.
Đưa vô cả. Thương quá đi. Giờ không nổi giờ mà có bị cái gì vậy? Hả? Có bị cái gì vậy? Bà cố đang bị tương tư. Bệnh nó khó chữa lắm cô ơi. Cái này cái con cái này cái con cá sấu. À cái này bé xoài. Bé xoài nè con. Bé xoài. Này gì nữa đây? Có đồ chơi lạ vậy ta? À cái này là để ai biết? Út mua cho con á hả? Út mua đó. Út bác sĩ á, Út muốn làm cho bê bê bác sĩ luôn hả? Bê bê muốn làm bác sĩ á. Làm bác sĩ đi nha, đừng có làm móng tay nha. Cái gì phải? Nó phải làm gì vậy hả? À, chơi đi, tắt iPad nha. Chơi đi, chơi mấy đồ hàng đó đi. Chơi chơi cái nào mình chơi một thứ thôi. Cái gì vậy? Suy nghĩ hả? Đó, bây giờ giờ tự ngồi thử sắp đồ ra chơi Thương không? Sắp đi con, sắp đồ đi con. Đó, khám đi, khám cho em unicorn đi. À, pony đi. Nghe gì không? Nghe tim đập không? Tim đập mạnh không? Mạnh hay yếu? Rồi. À, đâu rồi, khăn giấy đâu bà? Ủa, không mới để đây mà. Ê, kìa, ở trên đống đồ màu trắng kìa. Chu, để đó là không mà không thấy nổi luôn á. Chu mũi. Áo ngọc cái gì sao còn có một chút xíu mà ngọc. Không, cái áo đó nó ngắn ngắn vậy đó bà hai. Nhưng mà cái áo đó cũng không có nên sấy nhiều. Cái áo đó phải mặc với cái quần lưng cao. Áo đó cái kiểu đó phải mặc quần lưng cao. Hồi bữa là đi qua là Út cũng đem cái ống tai nghe khám thiệt qua luôn á. Để cho cái bữa đó bệnh đó là nó nghe cái lưng cái phổi là biết có đàm không chồng á. Em biết chứ. Trời ơi, hồi bữa là lần đầu tiên con được nghe luôn bà hai. Dạ, nghe. Lần đầu tiên trong đời con được nghe luôn á. Tại vì bà đi bác sĩ đó. Rồi cái bạch muốn xin để coi thấy không đặt. Ủa bà xin ha, xin nghe ha. Nó cho tôi coi con thử coi làm sao. Mình nghe rõ ràng luôn á con. Nó cho nó cho con nghe bốn cái ven tim là mỗi cái ven tim một cái điệp đập khác nhau. Dạ. Ổng này cũng như là ổng để cho mình nghe để cho mình biết vậy thôi. Rồi nó cho con nghe cái lưng cái đồ. Ngộ ha. Ừ. Nghe hết. Mẹ con á. Nhưng mà đúng thật sự là khi mà khóc á là nghe không được, nghe không rõ. Khóc á hả? Con chay á, ví dụ đi khám mà khóc quá nghe không rõ. Đúng rồi. Giống như bà. Trời, lần đầu tiên trong đời con được nghe luôn, không có đứa em làm bác sĩ sao con được nghe mấy cái đó trời. Con không có đời nào con dám hỏi mấy cái đó đâu bà. Bà hỏi. Tự nhiên cái đồ của người ta vô hỏi cho nghe thử. Tại vì mà đưa nghe đó cái mà nói. À, vậy hả chỉ hả ra dấu hả chứ? Ra dấu. Đây dấu ừ cho chưa nghe xíu. Rồi cái ông đưa cái ông cầm ông đặt vậy nha. Cái ông hỏi cho bà nghe không? Bà nghe tim bà không? Bà nghe. Nó nghe xong rồi đặt sau lưng nữa ông nó nghe phổi của bà không? Nó khò khè đó. Ừ. Tại bữa bà bị ca tảm á. Khò khè. Đó nhiều ông bác sĩ cũng vậy thôi. Thiệt cái chưa? Mà cái ống đó hả, nghe còn hơn điện thoại nữa, nghe mạnh dễ sợ lắm. Mạnh chỉ cần gõ cái tay nhẹ vô kìa muốn điếc lỗ tai luôn á. Mạnh mà rõ lắm á. Là con ấy nó chưa có ra nghề đó, nó chưa, cái đó là đồ để học thôi đó, nó mà ra còn nhiều cái con ấy nữa. Ủa vậy hả? Ồ nhiều lắm quá. Nó có nguyên một cái bộ kim chỉ mai đồ này kia là có cái gì là nó mai lại được hết đó bà. Ừ. Thì nó học rồi còn 2 năm nữa nó ra rồi. Bà sợ nhất là lấy cái máu gì ra. Con chưa được lấy rồi. Lấy máu rồi trong đây nè, trong khỏe ở đây nha. Ở đây mình lấy máu gân, mình lấy máu phải. Không biết cái gân gì ở trong đây nè. Nó môi có nhiều khi lấy không được á, mấy lần mới được luôn. Cái đó là y tá làm chứ bác sĩ ai làm mấy đó. Thì y tá ngon lành đó. Người ta lấy cái máu đó, con biết không? Bà biết chứ. Trời ơi, coi chay sắp nè. Coi chay sắp vô đi. Đó, giờ bỏ vô, cứ sắp chai sắp vô vậy đó. Đi ra đi vô đi về mất đó. Đó. Nó cầm làm gì nó sợ tay nó dơ rồi sao.
sắp làm bác sĩ rồi mà. Nên làm bác sĩ bà. Làm bác sĩ nha con. Rồi lấy khăn chùi mũi. Bác sĩ là phải lấy cái sạch sẽ, cái khăn chùi mũi đàng hoàng. Phước. Rồi. Đóng lại rồi đi đi. Đi để bác sĩ đi làm đi. Em quá luôn. Bác sĩ đi làm đâu vậy? Và bye bye bác sĩ nha. Bác sĩ đi khám bệnh nhân chiều về nha. À, có tướng bác sĩ đó, tướng bác sĩ là phải đi vậy đó đó. Ừ đi thiệt luôn bay, trời ơi diễn thiệt luôn hả, nói giỡn mà diễn thiệt luôn hả, cha dữ, bác sĩ phải đi thẳng lưng lên lên thẳng lên. Rồi bác sĩ tới phòng khám chưa, rồi đi về đi, khám xong rồi đi về như thiệt vậy đó. Rồi đó, phải đi cho âm thầm và lặng lẽ, bác sĩ là phải đi im lặng, đừng có nói chuyện nhiều, người ta biết mà mình bác sĩ tào lao, hiểu không, bác sĩ là mình ít nói thôi. Mình ít nói, mình chỉ làm nhiều thôi, hiểu không? Đó, im lặng. Rồi, nói nha. Rồi, bác sĩ phải ngồi xuống ghế. Bác sĩ, đó, lấy móc đồ chơi ra. Có bao nhiêu đồ chơi, móc ra hết. Đồ nghề. À, đồ nghề, đồ nghề. Sĩ mà chơi gì? Đồ nghề, nhớ đem theo thầy luôn. Ừ, xịt. Bán vô cổ ai, bán vô cổ cho nó bay. Bán ở đây nè. Chừng nào người ta lờ con lợi nhà ta cái con kéo lên để bắt đó đúng vậy ta. Nằm trong một trong hai vali hôm qua có gỡ ra không, không trả gì hết. Vali ba nó đem cất rồi à, để quên bên kia rồi anh chả hiểu luôn đó. Bác sĩ đây đó, trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường, ánh mắt buồn mệt nhói chọc cái gì vậy, cái gì vậy? Đó, trời. Sang chảnh dễ sợ, tướng bác sĩ đi nhìn sang chảnh dễ sợ luôn. Đấy, có cái mát lên đi là đó thì chết luôn. Thì để đâu đó hả? Hả sĩ? Sĩ ơi sĩ. Sĩ ơi. Đó, sĩ đó. Đó, sĩ để đồ nghề nè. Sĩ dạo này ưa diễn lắm. Đó, sắp đồ nghề lên đó. Quá đã luôn. Gì nữa, giờ làm gì nữa? Lấy đồ chơi ra hả sĩ? Be careful. Alright, ready? Let's turn it on. Ready? One, two. Turn it on. Twist it. This one. Other way. Oh, there you go. Wow. All right, ready? What? You gonna drive? Honk honk. Can you turn to the left and turn to the right? Oh. Home. Wow. Oh, I'll take it from you. All right, ready? Drive. Oh, a kitty cat. No. No? Not a kitty cat? No. Meow. Yeah, con meow. Con meow. Good job. Con meow. Oh, you're done tired? You're tired of playing with this? That wasn't that long. Beep beep. You're really honking, huh? You don't have to honk that much. It's not Vietnam. Ooh. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Whoa. Careful, baby.
Ooh. See? You silly one. You went all the way to down there to grab that? Room. Room. Hả? Cái gì? Làm sao? Cái gì? Hồi nãy cô chú thấy hai cái hình ảnh của hai video này, cái clip này khác nhau không? Nãy xài bằng cái kia, đúng là mỗi cái mà máy quay phim nó có một cái công dụng thích xài khác nhau. Khi mà quay chạy ngoài trời Ngọc thích xài cái máy này nè. Cái máy đang xài nè. Khi mà zoom cũng ngon lành nữa, zoom cũng đã nữa. Cái máy kia zoom không đã. Bởi vậy tại sao Ngọc lại có nhiều cái máy quay như vậy luôn. Mỗi máy quay nó có công dụng khác nhau, có cái xài cái đã khác nhau. Có nghe nè, nhà người ta có ai mời chưa mà vô mở cửa tự tiện vậy? Sao con người gì mà sao Nguyễn Thị Tự Tiện là đây nè. Đó, Nguyễn Thị Tự Tiện nè, cái bản mặt của Nguyễn Thị Tự Tiện nè. Đó. Cái bản mặt là tự nhiên nhà người ta cái vô mở cửa làm y như nhà mình vậy đó. Lắc kỳ kìa cả. Trời, nó tính mở cái cửa chính luôn rồi. Nó mở được cửa rào, bây giờ nó qua cửa chính luôn rồi. Nó giống như nó thi đậu cái test vậy đó. Thi đậu qua kiểm tra vậy đó. Nó kiểm tra bây giờ nó vỗ cửa người ta nó thử có ai bước ra không đó. Mà ai nó đâu có ngờ là năm dấu vân tay nó đi dính trên cái cửa sổ nhà người ta rồi. Thì người khi mà mất đồ người ta sẽ biết là người nào lấy là nó chứ không ai. Nó đi ăn trộm, đi rình mò nhà người ta mà nó để lại dấu vết. Giống như là vết chân chim vậy đó. Giống như là vết chân hằng kinh cát vậy. Thấy đây. Đó, giờ đóng lại nè, thấy không? Thấy không? Người ta đi ăn trộm mà người ta cũng có ý tứ chứ bộ phải. Mở ra xong là người ta phải đóng lại. Đúng như đóng ngoặc với mở ngoặc vậy đó. Rồi ăn cắp xong nó còn ký tên tôi nữa. Đã, ký tên tôi lại gì? Năm dấu vân tay cho nó. Là tôi đó. Tôi là ai? Bành Thị Chay. Ngồi bây giờ ngồi quay cái video này Ngọc thấy Ngọc mắc cười ghê. Lúc mà đi qua bên Cali với Út Phục của Chay đó. Rồi các bạn có thấy là trên video Út của Chay có quay Chay dài khúc, tại vì lúc đó không có Ngọc á. Hoặc là nó thích lấy cái máy tự quay Chay, nó chị hay dễ sợ luôn. Em quay Chay em không ngồi, em cầm cái máy quay em không biết nói cái gì hết. Mà sao mà chị trên video chị ngồi chị nói lia lịa. Nói như bị mắc bố. Không, cái đó là Ngọc nói cho mày nó nói. Ba Chay cũng vậy, ba Chay cũng nói hả, cần sao mà cầm. Ngọc nói với chồng Ngọc là quay Chay sao không có nói năng gì, để cho im cho chạy coi cái video clip chán thấy bà nội luôn. Cái xong rồi cái bà nó nói ủa chứ con Chay có biết đường gì đâu, nói chuyện với nó mà nói trong cái video. Mà Ngọc cũng hiểu sao mà Ngọc nói lia lịa, nói như xanh như sứa mà nói người ta ghét luôn chứ mày. Bây giờ đứa nít bây giờ nó chưa biết nói giờ nào, giờ mình nói cho ai nói giờ. Coi kìa, coi ngồi kìa. Đó, ăn chợm mà ngồi như là một góc là kéo mền kéo gối vô ngồi góc đen chợm sao. Ăn chợm là phải đứng nép vô nhà ta vậy cô chú. Đứng sát vô cho người ta thấy. Hỏi ủa có ai nhà không? Chay nó cũng biết mẹ đang nói gì nữa. Nó cứ thầm lặng mà nó diễn thôi. Nó là gương mặt vàng của làng diễn xuất. Oh my god, so cute. Đó, giờ đi rồi đó. Đưa cái đít đi. Đây, đây. Ây, trời. Làm gì á? Cô chú thấy thời tiết hôm nay không? Không đẹp chút nào hết. Đây, cô chú, thời tiết hôm nay là bây giờ là cái gì đó, chuẩn bị mưa nữa. Mưa gió bão bùng nữa, chứ lại sắp mùa thu rồi nên bây giờ không có được trời không có được sáng như ngày xưa nữa. Ngày ấy đâu rồi? Ủa, ba Chay đi về lẹ dữ à? Ba đâu? Ba đi mua pizza về ăn đó cô chú. Chay nó chỉ pizza, nó đứng y như bà Tám vậy đó, đứng y như là hồn vọng phu chờ đợi chồng vậy đó. Rồi đi ra đón ba mua pizza về ăn nha con. Con nói pizza. Chay công nhận Ngọc tự hào vậy, nó dễ sợ luôn á. Hỏi nó cái đó là cái gì, nó nói pizza. Rồi vô đây. Ăn không? Ướt. La la. Pizza. Yeah.
đi vô ăn pizza, lẹ lên đi vô rửa tay. Nắm tay mẹ. Nắm tay mẹ vô rửa tay ăn pizza nha. Nắm nắm nè. Đi, vô ăn pizza. Thanh xuân như một tách trà. Ngày ngày. Ngày ngày gì chơi? Hả? Oh, tomorrow is we should. Oh, the trip. Oh, it was good. It was good. We had a good time. It's nice. Except we got sick. Yeah, we had a great time. You got sick? Yeah, she got sick on the way there, and then she gave it to us. Oh, well, we still had a great time, though. That's always fun. Oh, yeah. Yeah, it was blast. Oh, yeah. Baby, every single client was asking me about how my trip was. Oh, yeah? Yeah. Yeah, well, that's very polite of them. Did you tell them? Đứng ở dưới không chịu, đứng lên ghế luôn hả? Đứng lên ghế rồi muốn nhảy. Trời ơi trời. Đứng ở dưới không đứng, đứng lên sân khấu luôn. Trời, không coi được cái bà không? Wow, tự mở, tự hát, tự ấy luôn. Quá dữ luôn. Thôi rồi trời. Wow, đứng lên sân khấu đó, cái ghế này bây giờ là sân khấu của chú Chay này cô chú. Chay sao sân khấu của con nhỏ bé quá vậy? Không mẹ mính đó. I love you. Bây giờ lên ngược á, coi được không? Bác liền. Liền vậy đó. Ừ. Rồi, nó chạy kia. Không có hơn người giống như là đặc nữa. Ăn nữa thôi nha. Không ngừng. Không ngừng, không nghỉ luôn. Ăn cơm, ăn đồ rồi. Chị đi, hát cho mẹ nghe đi coi. Hát quá du coi. Hát bài mẹ nghe coi, nãy hát bài nào đó. Bài mì xì đi. Hát đi coi. Trời ơi, con này mặc bộ đồ giống giọng dân giọng không? Hồng Minh đây. Hồng Minh đây. Love you. Con. Đó, con nó có nghỉ ngơi không? Trời ơi, trời ơi. Quá luôn, bữa nay là cứ nhảy nhảy múa cứ hát biết vậy đó, y như mẹ hay trai hả? Trời ơi, coi kìa. Chịu đời không nổi với nó luôn. Oh, I love you. Đó bà hai. Đó, té con. Ngày em này lớn. Ôi, em này lớn quá. Lớn quá chứ rồi. Đâu á?